Dạ, em Nam mến chào quý anh chị. Vị trí đất hiện tại em đang đứng thuộc thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Và lô đất ngày hôm nay em muốn giới thiệu với anh chị có diện tích là 5,5 nhân cho 49. Và trên đó đã có sẵn là 100 mét vuông thổ cư rồi nha quý anh chị. Đất của mình sẽ trừ lộ giới vô đường. Đây là mặt tiền chính, đường là đường quốc lộ 20. Và sẽ trừ lộ giới là 10 mét, là mình sẽ còn là 5,5 nhân cho 39. Và có sẵn là thổ cư rồi nha quý anh chị. Giá là 850 triệu một mét ngang. Đất của mình từ vị trí hướng tay em chỉ đây, hướng trụ điện bên này và sang phía ngôi nhà mái thái bên này đây, là 5,5 mét nha quý anh chị. Và sâu bên trong là 49. Mặt tiền chính của đường quốc lộ 20, tuyến lưu thông kết nối Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh tới Đà Lạt. Mình sẽ di chuyển theo hướng này, mình sẽ đi về sân bay Liên Khương và di chuyển về Sài Gòn, khoảng cách là khoảng tầm 14 km là về sân bay Liên Khương cho quý anh chị. Và mình di chuyển theo hướng này lên thành phố Đà Lạt là khoảng tầm 18 km nữa là mình sẽ về tới địa phận của thành phố Đà Lạt rồi nha quý anh chị. Mặt tiền này mình có thể kinh doanh buôn bán, xung quanh thì dân cư hiện hữu hết rồi, cửa hàng, vườn rau cũng như là nhà dân xây dựng san sát hết rồi. Với những cái vị trí này mình có thể kinh doanh làm kho xưởng cho thuê hoặc là buôn bán nha quý anh chị. Để em qua quay rõ hơn đất cho anh chị cùng tham khảo ạ. Bên cạnh này là cái đình nha quý anh chị. Đất của mình là từ bên này đây sang phía bên này. Và sâu bên trong hiện tại thì cỏ đang mọc rồi, không có sử dụng nên cỏ mọc ở đây. Ở trên này đất tốt nên cỏ mọc rất là nhiều. Thì sẽ sâu bên trong kia, giáp ranh với cái nhà lưới đó là đất mình. Đây mình giáp ranh với nhà lưới đây. Trước đây thì đã có mương thoát nước nè. Đường thì di chuyển thuận tiện, bởi vì là mặt tiền chính mình có thể lưu thông thuận tiện. Tuyến lưu thông chính. Phía trước đây là núi. Không khí cũng rất là mát mẻ và thoáng, đặc biệt vào cái mùa mưa này ở Lâm Đồng. Giá là 850 triệu một mét ngang nha quý anh chị. Và nếu anh chị nào mình quan tâm tới vị trí đất này, mình có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để trên màn hình để em có thể đưa anh chị ra đất để mình có cảm nhận khách quan nhất. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị một ngày tốt lành.